Mưu kế quỷ cốt tử phần 1, thuật mở đóng bãi hạp chi thuật. Bãi là mở, hạp là đóng. Thuật bãi hạp là thuật đóng mở, mở đóng, đóng mở. Bãi là hành động tích cực. Hạp là hành động tiêu cực. Thuật bãi hạp căn bản dư trên nguyên lý âm dương. Hai khí này là chủ tể của vạn vật. Có khi khí âm mạnh, có khi khí dương mạnh, có khi mềm yếu, nhu nhược có lúc cứng rắn cương cường có khi bộc lộ khai mở có lúc ẩn tàng che giấu có khi nhanh chóng khẩn trương có lúc chậm chạp ung dung dương khí truy cầu âm khí và âm khí truy cầu dương khí âm khí phát triển đến cực điểm thì thành dương khí dương khí phát triển cực điểm thì phát triển thành âm khí khi gặp dương khí thời cơ thuận lợi thì tiến lên gặp âm khí 936 T1 lợi thì thu tàn, ẩn giấu, ngừng lại. Thuật bãi hạp được thực hiện qua bốn kế. Cường nhu tương tế nghĩa là trong nhu có cương, trong cương có nhu. Sơ nhi bất lậu, tuyệt đối bí mật. Dĩ khót cầu thân, co để duỗi. Tiền đã hậu ma, trước đánh sau bắt. Một, cương nhu tương tế, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Cương nhu tương tế là trong cương có nhu, trong nhu có cương, trong dương có âm, trong âm có dương. Đóng mở, mở đóng, biến hóa vô cùng. Muốn thực hiện kế này phải thẩm định đối phương có hay không, hư hay thật, lợi và hại trước sau. Hiểu rõ ý chí của đối phương, tùy tâm lý, dục vọng của đối phương mà thuyết phục. Thí dụ, ưa nói khích không ưa thuyết phục. Sau khi Tào Tháo lấy được Kinh Châu, Tuân Dù hiến kế là huy động đại quân ra oai để làm cho Tôn Quyền sợ phải đồ hàng. Tháo nghe theo kế, lập tức hịch sai xứ sang ngang đông, một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thảy 83 vạn, lại nói thăng lên những 100 vạn quân. Thủy lục đều tiến, quân thuyền quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến, phía tây nối liền với đất kinh giáp phía đông tiếp giáp kỳ hoàng doanh trại nối nhau dài hơn 300 dặm nói về giang đông tôn quyền đang đóng quân ở sài tang được tin đại quân tào tháo đến tương dương lưu tôn đã ra hàng mà quân Tàu sớm khuya đi gấp đường lấy giang lăng quyền bèn họp các mưu sĩ lại bàn kế phòng thủ lỗ túc nói kinh châu tiếp giáp nước ta giang sơn hiểm trở Nhân dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy thì đủ để xây nghiệp đế vương. Này Lưu Biểu mới chết, Lưu Bị mới thua, tôi xin phụng mạng sang Giang Hạ Viếng Tang, nhưng Tiện Bảo Lưu Bị phủ dụ các tướng của Lưu Biểu, đồng tâm hiệp lực với ta để phá Tào Tháo, nếu bị vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong. Quyền đồng ý, lập tức sai lỗ túc đem lễ vật sang Giang Hạ Viếng Tang. Huyền Đức đến Giang Hạ cùng Khổng Minh và Lưu Kỳ bàn việc. Khổng Minh nói, Tào Tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ tôn quyền ở Giang d o a M. ứng viện. Nam bắt giữ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gì mà chẳng được. Huyền Đức nói, Giang đồng lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ chịu dung nạp ta? Khổng Minh cười đáp rằng, nay Tào Tháo dàn quân trăm vạn, chiếm cứ giang hán, tất nhiên giang. Đồng phải cho người lại đây dò hư thật thế nào, nhược bằng có sứ đến, tôi xin mượn một cánh bung thuận gió đến thẳng giang Đông chỉ ba tấc lưỡi làm cho hai quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu quân Nam được ta cùng đánh Tào Tháo, lấy đất Kinh Châu, nếu quân Bắc được, ta thừa thế tính lấy giang Nam cũng nên." Huyền Đức nói. Kế ấy rất hay nhưng làm thế nào khiến cho Giang Đông sai người đến đây được? Vừa nói dứt lời, có tin báo rằng, Tôn Quyền ở Giang Đông sai người lại viếng tang, thuyền đã ghé bờ. Khổng Minh cười nói, việc to chắc xong. Biết lỗ túc sắp đến Khổng Minh dặn Huyền Đức rằng, hệ lỗ túc hỏi việc động tĩnh của Tào Tháo thì chúa công nói một mực không biết hễ nói đến hai ba lần thì chú công bảo hắn hỏi gia cát lượng. bàn định xong xuôi bèn sai người đón lỗ túc vào. túc vào viếng tang xong, lưu kỳ nhận đồ phúng rồi mời túc đến gặp huyền đức. huyền đức rước vào nhà trong uống rượu. túc nói: lâu nay nghe thấy đại danh hoàng thúc nhưng chưa có dịp nào được bái kiến, nay được gặp thức là hân hạnh. mới đây hoàng thúc đánh nhau với tàu tháo tất biết rõ tình hình, dám hỏi quân tàu Tháo ước độ bao nhiêu. Huyền Đức đáp, tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, có biết gì đến tình hình bên ấy thế nào? Túc nói, tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của khổng minh hai phen đánh hỏa công làm cho tàu Tháo kinh hồn lạc phách, sao Hoàng Thúc lại bảo là không biết? Huyền Đức nói, Họa chẳng hỏi khổng minh thì biết đê ư ơ xê rõ. Túc nói, Khổng Minh đâu, xin cho được gặp một chút. Huyền Đức sai mời Khổng Minh ra. Túc vái chào rồi hỏi. Sư này vẫn mộ tại Đức Tiên Sinh, chưa được bái kiến bao giờ. Này may mắn được gặp, xin cho biệt việc an nguy ngày nay. Khổng Minh nói. Mưu giang của Tào Tháo tôi đã biết cả, chỉ giận sức mình chưa đủ, nên còn tạm lánh đó thôi. Túc lai hỏi hoàng thúc nay định ở đây hay đi đâu? Khổng Minh đáp, sứ quân tôi có quen thái thú ngô thần ở thương ngô, nay sắp đến đó nhờ. Túc nói, ngô thần lương khang binh ít, giữ mình còn chẳng nổi, cho ai nhờ được. Khổng Minh nói, chỗ ấy tôi cũng biết không ở lâu được, nay hãy nương tạm, rồi sẽ liệu kế khác. Túc nói, tôn tướng quân tôi hùng cứ sáu quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính hiền trọng sĩ, anh hùng miễn giang đông nhiều người quy phục. Nay xin hiến ông một kế, chỉ bằng tiên sinh sai người tâm phúc sang liên kết với đông ngộ để cùng mưu toan việc lớn. Khổng Minh nói, lưu sứ quân và tôn tướng quân xưa nay không quen nhau, sợ uổng mất lời. vả lại, không có ái tâm phúc có thể sai đi được. Túc nói, lệnh huynh và các cẩn hiện đương làm tham mưu ở Giang Đông, đêm na ghi hai mong được gặp lệnh tiên sinh. Tuy tôi không có tài, xin cùng tiên sinh vào ra mắt tôn tướng quân để bàn việc lớn. Huyền Đức nói, khổng minh là thầy ta, rời ta một lúc không xong, đi thế nào được. Túc cố nài ba đến bốn lần, Huyền Đức cứ giả vờ không nghe, khổng minh nói. Việc đã kiếp rồi, tôi xin phụng mệnh đi một chuyến. Huyền Đức bấy giờ mới đồng ý sau khi dùng miệng lưỡi bẻ bọn mưu sĩ giang đông xong khổng minh mới được gặp tôn quyền thì lễ xong quyền mời khổng minh ngồi các quan văn võ sắp hàng hai bên lỗ túc đứng bên cạnh chỉ đợi xem khổng minh nói với quyền thế nào khổng minh giải bày ý kiến của lưu bị rồi liếc mắt nhìn tôn quyền thấy quyền mắt biết râu đỏ tướng mạo đường bệ liền nghĩ thầm rằng người này tướng mạo khác thường Chị ưa nói khích không ưa thuyết phục, đợi khi nào hỏi, bây giờ ta sẽ khích cho mấy câu là xong. Khi tả hữu dân trà xong, Tôn Quyền nói, tôi thường nghe lỗ tử kính nói đến tài của Túc Hạ, nay may được gặp, xin Túc Hạ có điều gì hay chỉ bảo cho. Khổng Minh đáp, tôi vô tài ít học, không dám để ngài hỏi. Quyền nói, Túc Hạ mới rời Tân Giả, giúp Lưu Dự Châu đánh nhau với Tào Tháo. Tất biết tình hình bến thảo thế nào. Khổng Minh đáp, lưu giữ châu binh đơn, tướng ít, thành tân giả nhỏ lại không có lương, đâu dám chống nhấu vòi tào tháo. Quyền lại hỏi, quân tháo nhiều hay ít? Khổng Minh nói, cả quân mã, quân bộ và quân thủy, ước được hơn trăm vạn. Quyền trố mắt ngạc nhiên hỏi, ông nói dối ta chăng? Khổng Minh đáp, không dám dối đâu, Tào Tháo ở Duyện Châu đã có 20 vạn, Bình Song Viên Thiệu, lại THMDUC năm 560 vạn, quân mới mộ ở Trung Nguyên được 3-40 vạn, tính ra có kém gì 150 vạn. Thế mà lượng nói có 100 vạn là vì sợ người Giang đông mất vía đó thôi. Lỗ túc đứng cạnh, nghe nói tái mặt lại, đưa mắt cho khổng minh. Khổng minh cứ lờ đi. Quyền lại hỏi chiến tướng của tào tháo nhiều hay ít khổng minh nói những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn quyền lại hỏi nay tào tháo đã bình được kinh sở còn tham vọng gì nữa không khổng minh đáp tào tháo hiện nay hạ trại kính ven sông sắm sửa thuyền bè chẳng lấy gian đông thì lấy đâu quyền lại hỏi đối với âm mưu của tào tháo nên đánh hay không, xin túc hạ quyết định giúp ta một lời. Khổng Minh nói, lượng tôi có một lời, nhưng chỉ sợ tướng quân không chịu nghe thôi. Quyền nói, xin cho nghe lời cao kiến. Khổng Minh nói, trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giấy binh ở Giang Đông, lưu dự châu tú quân ở Hán Nam để cùng tranh giành với Tào Tháo. Này Tháo đã dẹp xong nạn lớn tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây tháo lại phá được Kinh Châu, vì giành lường bốn bể. Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên Lưu Dự Châu phải trốn tránh đến đây. Vậy xin tướng công liệu mà tính toán công việc. Nếu tướng quân có thể lấy quân ngô, việc mà chống tàu được, thì nên sớm cự tuyệt nó đi. Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu sĩ đã bàn, thu quân mã, xếp áo giáp lại rồi ngoảnh mặt về bắc mà hàng tôn quyền chưa kịp đáp khổng minh lại nói rằng tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng trong bụng vẫn còn ngờ vực việc kiếp rồi mà không quyết đoán thì vạ đến nơi rồi đó tôn quyền lại hỏi nếu quả như lời ông thì sao lưu giữ châu không hàng tàu đi khổng minh đáp Ngày xưa Điền Hoành là một tráng sĩ nước tề còn biết giữ lễ nghĩa không chịu nhục, huống chi lưu dự châu là tôn thân nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ đềm trông mong. Việc không xong là bởi trời, có đâu lại chịu luồn cuối người ta. Tôn quyền nghe khổng minh nói xong, nét mặt hầm hầm, sủ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cũng tủng tỉm cười và giải tán. Lỗ túc trách khổng minh rằng, sao tiên sinh lại nói thế? May mà chủ tôi rộng lượng, không nỡ trách ngay, chứ như lời tiên sinh vừa nói là khinh miệt chủ tôi lắm đấy. Khổng Minh ngẩn mặt cười, nói, sao không có lượng bao dung thế? Ta đã có được mẹo phá tào tháo, vì không hỏi tới, nên tối không nói đó thôi. Túc nói, nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin mời chủ tôi ra để tiên sinh dạy cho. Khổng Minh nói, quân trăm vạn tào tháo ta coi như đàn kiến chỉ giơ tay một cái là tan ra như cám cả túc nghe nói liền vào nhà sau gặp tôn quyền quyền lúc ấy còn bực ngoảnh lại bảo lỗ túc rằng khổng minh khinh ta quá chừng túc nói tôi cũng đã trách khổng minh khổng minh cười và trách lại rằng chúa công không cô lương dung người cho nên khổng minh có mẹo phá tàu cũng không muốn nói ra cho biết xin chú công thử hỏi khổng minh xem thế nào. Quyền bèn lập tức ngu giận làm vui nói. À, thế ra khổng minh vẫn có mẹo hay, nên nói khách ta. Ta một lúc nghĩ nông cạn, tí nữa làm lỡ mặt việc to. Lập tức cùng lỗ túc lại ra triều đường, mời khổng minh vào nói chuyện. Quyền xin lỗi khổng minh rằng. Vừa rồi tôi trót lỡ lời, xin tiên sinh tha lỗi cho. Khổng Minh cũng tạ lại rằng Lượng tôi nói năng lỗ mãn Xin tướng quân cũng thứ tội cho Quyền mời ngay Khổng Minh vào nhà sau Làm tiệc khoản đãi Được vài tầng rượu Quyền hỏi rằng Tào Tháo vốn chỉ ghét lạ bố Lưu biểu, viên thiệu, viên Thuật, lưu dự châu với tôi mà thôi Này đã trừ được cả Duy chỉ còn dự châu với tôi Tôi không thể đem cả nước ngô dân cho người ta được. Ghế của tôi đã quyết, nhưng phi lưu dự châu giúp cho thì không ai đương nổi tào tháo bây giờ. Mà lưu dự châu vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống lại nạn này? Khổng Minh nói, dự châu mới thua nhưng quan Vân Trường còn thống lĩnh hàng vạn tinh binh, lưu kiêu giang hạ cũng có chừng vạn quân sĩ. Quân tàu từ xa đến, tất cũng mỏi mệt, mới đây lại đuổi dự châu, Quân khinh kỵ đi 300 dặm một ngày, khác nào nó cứng đã dương lên đuối sức, chưa chắc đã bắn thủng được mảnh lụa mỏng. Vả lại người phương Bắc không quen đánh thủy, quân dân ở Kinh Châu gặp thế bí phải phục tàu, chứ không phải tự nguyện. Này tướng quân thật muốn đồng tâm hiệp lực với dự châu, thì làm gì không phá được tàu tháo. Quân tàu mà bị phá, tất phải kéo về bắc, thì thế kinh, ngô lại mạnh mà hình thành thế chân vạc được. Cơ hội được thua lúc này, xin tướng quân hãy nghĩ cho kỹ mà quyết đi. Quyền mừng lắm, nói. Mấy lời của tiên sinh thật đã làm sáng mắt cho tôi. Ý tôi đã quyết, không còn hồn nghi gì nữa. Ngày hôm ấy, quyền bàn bạc bà cất quân để cùng đi phá Tào Tháo. Lạm bàn, xem thí dụ trên, ta thấy rõ ba thế lực ba mưu kế chính. Tào Tháo dùng kế hư trương thanh thế dàn quân 83 vạn còn nói thăng, nói quá lên, buộc Tôn Quyền sợ hãi mà hàng. Tôn Quyền chưa biết rõ thực lực của Tào Tháo, một mặt phòng bị, một mặt muốn nhờ Lưu Bi liên kết với tướng tá của Lưu Biểu. Nội bộ Tôn Quyền chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa đang bàn luận sôi nổi, nên Quyền chưa dám đưa ra chính kiến. Lưu Bị, Khổng Minh dùng cách tòa sơn quan hổ đấu nhìn hai cọp đánh nhau để hưởng lợi. Khổng Minh nói rõ ý đồ đó với Lưu Bị. Nếu quân Nam được, cùng đánh Tào Tháo lấy Kinh Châu. Nếu quân Bắc được, thừa thế lấy Giang Nam. Khổng Minh và Thuật Cương nhu tương thế. Khổng Minh muốn gặp Lỗ Túc để sang Giang Nam. Dặn Lưu Bị nếu Túc hỏi quân tình Tào Tháo thì nói không biết để Túc gặp Khổng Minh. Đóng để mở. Lưu Bị. Khổng Minh đóng rất giỏi vở kịch này. Lưu Bị thật tình muốn Khổng Minh sang Giang Đông liên quân với Tôn Quyền nhưng vẫn giả vờ là không muốn rời Khổng Minh. Lại đóng để mở. Sang đến Giang Đông, thấy tướng Tôn Quyền là người cương cường, không khuất phục. Khổng Minh khiêu khích, hư trương thanh thế, nói Tào Tháo là quân nhiều tướng giỏi, thuyết Tôn Quyền đầu hàng nhục nhã. Lại là đóng để đối phương bộc lộ tính khí khi tôn quyền tức giận là bộc lộ ý chí không muốn hàng tàu khổng minh lại hé mẹo diệt trăm vạn quân tàu như diệt kiến với lỗ túc là cách mở để tôn quyền lọt vào gặp tôn quyền lần này khổng minh mới mở bộc lộ hết kế sách đánh tàu với tôn quyền tôn quyền vững tâm liên minh với lưu bị hai sơ nhi bất lậu tuyệt đối bí mật sơ nhi bất lậu tựa như bình rượu đậy kín không để giọt nào chảy ra ngoài, có nghĩa là giữ tuyệt đối bí mật. Một trong những kế sách lớn của thuật bãi hạp, đóng mở, cứng dụng vào quân sự. Khi mở thì kỹ càng, toàn vẹn, khi đóng thì giữ gìn tuyệt đối bí mật. Việc dùng binh phải giữ bí mật, nếu lộ bí mật thì đối phương đề phòng hoặc tương kế tự kế tìm cách phản công. Khi nội bộ tướng lĩnh có người làm phản, đem bí mật quân sự tiết lộ cho đối phương biết, lúc đó phải tùy cơ ứng biến thật giỏi mới bảo toàn được lực lượng và thủ thắng. Thí dụ, mượn tiếng. Quản Di Ngô nói với Tề Hoàng Công, mấy năm nay ta cứu nước yên, giúp nước lỗ, đắp thành cho nước hình và vệ, chư hầu một lòng tin phục chính là lúc có thể dùng quân chư hầu. Để cứu trịnh thì không gì bằng đánh sở, nếu ta đánh sở tất phải hội quân chư hầu lại. Tề Hoàng Công nói, ta hội quân chư hầu thì nước sở tất biết mà phòng bị, ta khó mà đánh được. Quản Di Ngô nói, nước sái có lỗi với chúa công, ta muốn đánh đã lâu mà sở tiếp giáp với. Sái, nay ta mượn tiếng đi đánh. Sái, nhân tiện đem quân đánh sở thì sở không biết mà phòng bị. Để tiếng đánh nước sở một mặt tề hoàng công mật ước với các nước giang, hoàng, lỗ, một mặt muốn cắt vây cánh nước sở nên viết thư sai vua nước từ đem quân đánh nước thư. Nước từ đánh thư xong, tề hoàng công bảo vua từ đóng quân ở kinh đô nước thư phòng sự nguy cấp. Bây giờ sở đem quân đánh nước trịnh. Trịnh văn công xin giảng hòa cho dân khỏi khổ. quan đại phu khổng thúc can. Tề sắp đánh sở là vị nước ta đó, nên gắn đợi. Trịnh Văn Công sai người cáo cấp với Tề Hoàng Công, Tề Hoàng Công cho Trịnh. Phao tin quân Tề sang cứu Trịnh khiến cho sở không dám tiến binh, rồi cho một toán quân hội với chư hầu đánh sở, cho quản Di Ngô làm đại tướng. Lại sai thủ điêu đem quân đánh nước sái. Nước sái vẫn cậy thế sở không phòng bị, khi quân Tề đến mới chống giữ. Thủ điêu giữ quân dưới chân thành nước sái, Sái Hầu biết rõ Thủ Điêu là kẻ tiểu nhân, sai đem vàng lụa lễ Thủ Điêu. Thủ Điêu nhận lễ và cho biết Tề Hoàng Công sẽ còn đánh sở và các nước sẽ phá hủy kinh thành nước sái. Sái Hầu sợ hãi trốn sang sở, dần sái bỏ chạy cả. Sái Hầu đến sở gặp sở Thành Vương, biết rõ mưu kế Tề Hoàng Công, sai quân sĩ phòng giữ các nơi, triệu đấu chương ở trịnh về khi tề hoàng công cử đại binh sang sở đến biên giới nước sở thấy một người mũ áo chỉnh tề đứng ở bên đường khúng núng cúi chào chẳng hay có phải tôi được tiếp kiến tề hầu không ạ à? tôi là sứ thần nước sở chờ ngài đã lâu lắm rồi nguyên người ấy tên là khuất hoàng là một quý tộc nước sở làm quan đại phu bấy giờ phụng mệnh sở thành vương ra thương thuyết với quân nước tề Tề Hoàng Công hỏi Quản Di Ngô rằng, sao người nước sở lại biết trước là ta đem quân tới đây? Quản Di Ngô nói, tất là có người nào đem mưu kế của ta tiết lộ cho người sở biết, nhưng này họ đã sai sứ đến đây là có ý muốn bày tỏ điều gì đó. Tôi xin lấy đại nghĩa mà trách quở người ấy khiến cho hắn xấu hổ thì có lẽ không cần phải đánh mà tự khắc họ phải phục. Nói xong, Quảng Di Ngô ra tiếp kiến Khuất Hoàng. Hai người chấp tay vái chào nhau. Khuất Hoàng nói, Chú Công tôi nghe tin quý quốc đem quân tới đây, vậy có sai tôi ra để thưa với quý quốc rằng, tề và sở nước nào làm chủ nước ấy, nước tề ở Bắc Hải, nước sở ở Nam Hải, trâu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vì cớ gì mà quý quốc lại đi vào đất nước chúng tôi, xin quý quốc ngỏ lời cho biết quản di ngô nói ngày xưa vua thành vương nhà chu phong cho tiên quân là thái công ở nước tề có dặn một câu rằng các nước chư hầu nước nào không theo mệnh thiên tử nhà chu thì tiên quân ta được quyền đem quân đi đánh dẹp từ khi nhà chu thiên sang đông đô các nước chư hầu tiếm quyền chúa công ta lại phụng mệnh làm bá chủ nước sở nhà ngươi theo lệ mỗi năm phải cống cho thiên tử nhà chu một bó cỏ mau để dùng về việc cúng tế thế mà dám bỏ liều không cống bởi vậy ta phải đến đây để đòi vả lại vua chiêu vương nhà chu ngày trước đi sang địa giới nước sở mà không thấy trở về ấy cũng là bởi cớ nước sở người còn nói gì khuất hoàng nói từ khi nhà chu suy yếu các nước chư hầu đều bỏ lễ triều cống chẳng riêng gì nước sở tôi. Tuy vậy, về việc cống cỏ bao mau, thì chúa công tôi cũng xin chịu lỗi. Còn về việc vua chiêu vương không trở về là vì cớ đắm thuyền. Xin quý quốc cứ hỏi người ở ngoài bờ sông thì khắc biết, chúa công tôi không dám nhận lỗi ấy. Vậy tôi xin về nói lại với chúa công tôi. Nói xong liền quay xe trở về, quản diên ngô bảo tề hoàng công rằng. Người nước sở còn quật cường lắm chưa có thể lấy miệng lưỡi mà khuất phục được, ta phải tiến quân lên để ra uy mới được. Nói xong, truyền cho các nước đều tiến quân đến đóng ở đất kinh địa, sở. Thành vương cho tử văn làm đại tướng, đem quân ra đóng ở đất Hán Nam. Tử văn nói với sở thành vương rằng, Quảng Di Ngô là một người giỏi binh Pháp, nay đem quân các nước đến đây, tất là đã có mưu kế vạn toàn rồi, ta nên sai sứ đi một lần nữa để dò xem mạnh yếu thế nào. Bây giờ hoặc đánh hoặc hòa, ta sẽ tùy liệu. Sở thành vương nói. Bây giờ biết sai ai được. Khuất hoàng đã biết mặt quản di ngô thì nên sai đi lần nữa. Khuất hoàng nói. Lần trước tôi đã nhận cái lỗi không cống cỏ bao mau. Nếu đại vương muốn giảng hòa thì tôi xin gắn đi để gỡ mối lôi thôi cho hai nước còn như muốn đánh, thì xin sai người nào hơn tôi mới đi được. Sở thành vương nói, hoặc đánh hoặc hòa, ta cho ngươi được tùy thương thuyết. Khuất hoàng phụng mệnh sở thành vương, lại đến chỗ quân tề đóng, xin vào ý kiến tề hoàng công. Quảng Di Ngô nói với Tề Hoàng Công rằng, nước sở lại cho sứ đến, tất là xin giảng hòa, chúa công nên tiếp đãi cho tử tế. Khuất hoàng vào ý kiến tề hoàng công, sụp lạy hai lạy, tề hoàng. Công đáp lễ lại rất tử tế, rồi hỏi xem ý núng thế nào. Khuất hoàng nói, chúa công tôi vì cớ không cống cỏ bao mau, để quý quốc phải đem quân tới đây, chúa công tôi biết tội lắm rồi, nếu quý quốc chịu rút quân khỏi một xá, thì chúa công tôi há không dám vâng mệnh. Tề hoàng công nói, nếu đại phu biết khuyên quốc quân giữ trọn chức phận, khiến cho ta có thể tâu lại với thiên tử được, thì ta còn đợi gì nữa mà chẳng rút quân. Khuất hoàng về nói với sở thành vương rằng, tôi nói với tề hầu, tề hầu đã chịu rút quân rồi. Tôi lại có hẹn với tề hầu xin đem cống cỏ bao mau, vậy đại vương chớ có thất tính. Sở thành vương lại sai người đê không y do thám xem chư hầu đã rút quân về chưa quân sĩ về báo rằng quân các nước rút ra ngoài 30 dặm, đóng tại đất Thiệu Lăng. Sở Thành Vương nói, Tề Hầu đã chịu rút quân, thế là có ý sợ ta. Nói xong, lại toàn bỏ không cống cỏ bao mau nữa. Vua Tám Nước Chư Hầu còn không nỡ thất tín với một kẻ thường dân, thế mà Đại Vương lại muốn cho một kẻ thường dân thất tín với vua các nước sao? sở thành vương nín lặng, không nói gì cả, rồi sai khuất hoàng đem mấy xe vàng lụa đến đất thiệu lăng để khao quân chư hầu. Lại sai sửa soạn sẵn một xe cỏ bao mau, đem đến trình với tề hoàng công để rồi sai sứ vào cống thiên. Lạm bàn, a sẹt mục tiêu của tề hoàng công và quản di ngô là đánh sở nhưng. Mượn cớ là đánh sái để sở không phòng bị, thừa cơ đánh úp. B. Sẹt, việc chuẩn bị đánh nước sái và nước sở của tề hoàng công vào quảng di ngô rất hoàn bị giảng hòa liên minh mật ước với các nước giang hoàng thư và lỗ chặt bớt vây cánh của sở là nước từ đánh nước sái cầm chân quân sở bằng cách phao tin cứu trịnh xê xẹt bí mật bị tiết lộ thủ điều đã tham vàng bạc và tiết lộ bí mật quân sự cho sái biết xái báo với sở và sở đã phòng bị. Quản Di Ngô nhanh chóng hiểu rằng mưu kế của tề đánh sở đã bại lộ, nên một mặt tiến quân để dọa dẫm, một mặt tiến hành thủ đoạn ngoại giao để cho sở cầu hòa, tùy cơ ứng biến rất tài tình. Đề xẹt, kết cục, một chuyến xuất quân của tề hoàng công và Quản Di Ngô, nước sái không phòng, bị chỉ dựa dẫm vào nước sở nên đã bại trận, nước từ bị nước thư thôn tính nước trịnh được cứu, nước sở cầu hòa. E xẹt, vai trò của khoác hoàng cũng khá nổi bật, báo cho tề biết là sở đã biết mưu kế của tề. Ngăn tề tiến công, dùng ngoại giao để sở khỏi lâm vào cuộc chiến, cũng là cách tương kế tự kế. ba Dĩ khuất cầu thân, co để duỗi Dĩ khuất cầu thân là co mình lại để lấy thế duỗi ra, tượng như con rồng cuộn thì ngắn vương thì dài, như con hổ thu mình để vương ra chuột con mồi, như con cáo rút cổ lại để nhảy ra cắn người. Là những thuật giả bệnh, giả sắp chết, giả điên, để lừa đối phương. Đối phương tưởng là vô hại, chủ quan không phòng bị, từ đó tung đòn ác hiểm để tiêu diệt. Kế này dựa trên đạo lý có âm dương, dương động thì hành động, âm ngưng thì thu tàn, dương động thì xuất tùy theo âm mà nhập khi chưa gặp thời cơ cơ hội cần lui thì lui khi gặp thời cơ cơ hội cần tiếng thì tiếng lui thì thanh tĩnh nhẹ nhàng tiếng thì nhanh ồ ạt lui như rồng ẩn vực sâu tiếng như hổ lao xuống núi thí dụ a tưởng đã chết bàn quyên và tôn tẫn là bạn đồng môn cùng học với quỷ cốc bàn quyên sợ tôn tẫn giỏi hơn mình sẽ tranh giành ảnh hưởng và địa vị của mình ở ngụy bèn tìm cách hại tôn tẩn đại vương giận lắm muốn xử cực hình tiểu đệ phải kêu mãi và hết sức bảo đảm mừng cho đại huynh được toàn tính mệnh nhưng đại huynh phải chặt chân và thích chữ vào mặt đó là theo pháp luật nhà ngụy không phải là tiểu đệ không hết sức kêu xin tôn tẩn nói tiên sinh đã nói dỗ tôn tẩn này có bị tàn hại nhưng không phải là đại hung này được toàn mệnh như thế này là nhờ ơn đại huynh tẩn này không dám quên ơn báo bàn quyên bèn sai đào phủ trói tôn tẩn lại chặt bỏ hai xương bánh chè ở đầu gối tẩn kêu rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra không biết gì hồi lâu mới tỉnh kẻ hành hình lại dùng kim châm vào mặt tẩn bốn chữ từ thông ngoại quốc rồi lấy mật bôi vào bàn quyên giả ý kêu khóc lấy thuốc rịt đầu gối dùng lụa quấn bọc sai người kiệu ra thư quán, dùng lời nói ngon ngọt để yên ủi. Chừng hơn một tháng vết đau đã liền, nhưng vì mất hai xương bánh chè, hai chân yếu đuối không đi lại được, chỉ xếp vòng tròn mà ngồi. Tôn Tẩn đã trở thành phế nhân, mỗi ngày chịu ơn bàn quyên cung phụng ba bữa, lấy làm buồn. Bàn quyên bèn nhờ Tôn Tẩn truyền bảo cho những bài của quỷ cốc tiên sinh chú giải binh pháp tôn tử, Tẩn khẳng khái nhận lời. Quyên đưa thẻ trên nhờ Tẩn viết ra. Tẩn viết 10 phần chưa được một. Quyên sai một người hầu là Thành Nhi ở hầu hạ bên cạnh Tẩn. Tên này thấy Tẩn vô tội bị oan có ý thương xót. Một hôm bổn Quyên cho gọi nó đến hỏi Tẩn mỗi ngày viết được mấy bản, nó nói vì Tẩn bị chặt chân, ngồi rất khó khăn nên mỗi ngày chỉ viết được 2 đến 3 bản. Quyên nổi giận nói rằng Viết chậm thế thì biết bao giờ cho xong, mày phải thúc giục luôn cho ta. Thành Nhi lui ra hỏi tên hầu cận bàn quyên rằng, quân sư nhờ tôn tẩn viết, sao thúc giục như thế? Tên hầu cận nói, mày không biết, quân sư đối với tôn tẩn bề ngoài thì làm ra thương xót nhưng trong lòng thật ghẹn ghét, sở dĩ còn giữ toàn tính mệnh cho tôn tẩn là vì muốn tôn quân truyền bảo binh thư cho. Chờ khi viết xong, sẽ không cho ăn uống nữa để tôn quân phải chết đói. Đó là việc kín, mày chớ nên tiết lộ. Thành Nhi biết thế, về mật báo cho tôn tận biết, tận cả sợ. Nghĩ thầm, bàn quyên đã bất nghĩa như thế. Há có nên truyền bảo cho binh pháp. Lại nghĩ đến mình không chịu viết, tất nó sẽ nổi giận giết ngay. Nghĩ mãi muốn cầu kế thoát thân, sực nhớ khi ra đi quỷ cốc tiên sinh có trao cho một cái cẩm nang dặn khi nào nguy cấp quá thì mở ra xem, nay chính là lúc nên mở ra. Bèn mở cái cẩm nang ra xem, đó là một bức lụa vàng, ở trong đó viết ba chữ, cách giả điên, tẩn nghĩ bụng, hóa ra là như vậy. Buổi chiều hôm ấy, khi mâm cơm mới bưng lên, tẩn cầm đủ chực ăn, bỗng làm ra dáng mê mạng và nôn ẹ hồi lâu rồi nổi giận, dừng mắt hét to lên rằng, mày sao dùng thuốc độc hại ta? rồi vứt chai lọ xuống đất, lấy những thẻ gỗ đã viết rồi ném vào lửa đốt bỏ, miệng cứ lãm nhảm chửi mắng mãi không thôi. Thành Nhi không biết tôn tận giả cách, vội đi báo bàn Quyên. Ngày hôm sau Quyên đến xem, thấy tận đờm giải đầy mặt, phục xuống đất cười khà khà, bỗng lại khóc hoà lên. Quyên hỏi, đại huynh làm sao mà cười, làm sao mà khóc như thế? Tận nói, ta cười là cười vua ngụy muốn hại mình ta ta có mười vạn thiên binh giúp sức làm gì được ta ta khóc là khóc cho nước ngụy không có tôn tận không có ai làm đại tướng nói rồi dừng mắt nhìn quyên rồi cứ dập đầu mà lạy hoài miệng nói xin quỷ cốc tiên xin cứu mạng quyên nói tôi là bạn quyên đây đại huynh chớ nhận lầm Tận cứ nắm chặt lấy áo quyên không chịu buông miệng cứ kêu tiên sinh cứu mệnh Quyên sai người dằn ra, hỏi Thành Nhi. Tôn tử phát bên bao lâu rồi? Thành Nhi nói phát từ ban đêm. Quyên lên xe về phủ, trong lòng nghi hoặc, sợ tôn tận giả cách điên, muốn thử xem thật giả. Bèn sai người đặt vào trong chuồng lợn, đầy dẫy những phân, tận quả tóc úp mặt mà nồng sắp xuống. Quyên lại sai người mang cơm rượu đến nói dối rằng. Tôi thường tiên sinh bị chặt chân gọi là tỏ lòng kính mến, Nguyên suý không biết đâu. Tận biết mưu gian của Quyên, trợn mắt mắng rằng. Mày lại đem thuốc độc hại ta à. Nói rồi đổ rượu vất cơm xuống đất, tên kia lại nhặt đống cơm cho chó ăn và lấy phân chó và cục buồn đưa cho, tận cầm lấy ăn ngay. Tên kia về báo Quyên, Quyên chắc là tận điên rồ thật, không lấy làm lo, từ đó thả lỏng tôn tận, mặc cho ra vào tẩn hoặc sớm đi chiều về lại cứ nằm ở chuồng lợn hoặc đi mà không về nằm đất nằm cát ở đường chợ hoặc cười nói hoặc kêu khóc nhiều người biết tôn là khách khanh thương hại tẩn bị tàn phế đều cho ăn uống tẩn hoặc ăn hoặc không ăn nói lãm nhảm luôn mồm không ai biết là tẩn giả cách điên cả tuy vậy bàn quyên vẫn còn lấy làm lo hạ lệnh cho địa phương cứ mỗi sáng phải đến trình báo xem tẩn ở đâu bấy giờ mặc địch sang chơi nước tề ở nhà điền kỵ có người học trò là cầm hoạt mới ở nước ngụy đến mặc địch hỏi thăm tôn tẩn ở nước ngụy có đắc ý hay không cầm hoạt đem việc tôn tẩn bị chặt chân thuật lại cho mặc địch nghe mặc địch nói ta vốn muốn tiến cử hắn ngờ đâu thành ra hại hắn mặc địch bèn đem tài học của tôn tẩn và việc bàn quyên ghen ghét nói với điền kỵ điền kỵ vào tô ngay với uy vương xin đem quân đón tôn tẩn về nước điền kỵ nói bàn quyên đã không muốn cho tẩn làm quan ở nước ngụy thì khi nào lại muốn cho tân lâm quan ở nước tề muốn đón phải như thế như thế mới được uy vương bèn sai thuần vu khôn mượn tiếng sang ngụy dân trà cầm hoạt giả làm người hầu đi theo sang đến ngụy thuần vu khôn vào chầu hệ vương rồi ra ở ngoài nhà trạm cầm hoạt thấy tẩn điên, không cùng nói chuyện, nửa đêm mới lén đến thăm. Tẩn dựa lưng vào thành giếng mà ngồi, thấy hoạt chỉ dương mắt nhìn mà không nói. Cầm hoạt ứa nước mắt nói rằng, tôn tẩn khổ đến thế ư, có biết cầm hoạt này không? Thầy tôi có kẻ nổi oan cho vua tề, vua tề rất thương mến, nay sai ông thuần vua đến đây, không phải vì việc dân trà mà thật là muốn đem Tôn Khanh về tề báo cái thù chặt chân đó thôi. Tôn Tẩn chảy nước mắt như mưa, hồi lâu mới nói rằng Tôi vẫn chắc chết rớp ở ngoài rảnh, không ngờ ngày nay lại có cơ hội này. Nhưng bàn quyền vẫn ngờ vượt lắm, không thể đem tôi đi lọt đâu. Cầm hoạt nói, tôi đã có kế rồi, Tôn Khanh không phải quá lo, chờ khi nào tôi đi, Tôi sẽ đến đón nhưng xin cứ gặp nhau ở đây, chớ dời đi nơi khác. Hôm sau, Huệ Vương khoản đãi thần vu khôn, biết khôn là người biện luận giỏi, nên tặng vàng lụa rất nhiều, không từ tạ Huệ Vương trượt đi, bàn quyên lại đặt rượu ở trường đình để tiễn hành. Đêm trước, cầm hoạt đã đem tôn tẩn giấu trong một cái xe phủ kín đem quần áo của tẩn mặc cho đầy tớ là vương nghĩa mặt, bù đầu xỏa tóc, lấy buồn đất bôi vào mặt giả làm tôn tẩn. Địa phương cứ thế mà báo, nên bàn quyên không ngờ. Thuần vu khôn từ biệt bàn quyên, bảo cầm hoặc cho xe đi trước và dục đi cho thật nhanh, còn mình thì đi áp hậu. Mấy ngày sau Vương Nghĩa cũng tìm được sách thoát thân, chạy theo. quan địa phương thấy những quần áo bẩn thiểu quăng bỏ trên mặt đất, không thấy tôn tẩn đâu, liền đi báo bàn quyên Quyên nghi là tẩn nhảy xuống giếng tự tử, sai người mò vớt không thấy. Lại cho đi dò hỏi khắp nơi cũng không thấy tung tích tẩn đâu. Nhưng sợ ngụy vương trách hỏi, bèn tô tôn tẩn chết đuối, cũng không ngờ tôn tẩn đã về nước tề rồi. Sau này tôn tẩn làm tướng quốc nước tề, đã phục binh giết bàn quyên tại Mã Lăng. Thí dụ, bê con ngựa hèn tham nắm đậu tư mã ý, Tào sản phò thái tử Tào Phương lên ngôi hoàng đế. Tào Phương tự là Lan Khanh, nguyên là con nuôi Tào Tuấn, chuyện bí mật ở trong cung, không ai biết do đâu mà đến. Tào Phương lên ngôi, tôn tên Thủy cha là Minh Đế, tán ở Cao Bình, tôn quách hoàng hậu làm thái hậu, đổi niên hiệu là Chính Thủy. Sản rất trọng vọng tư mã ý, phàm việc gì to đều hỏi ý trước. Sản tên tự là Bá Chiêu, tự thở nhỏ ra vào trong cung. Minh đế thấy người cẩn thận, đem lòng yêu mến lắm. Sẵn có 500 khách môn hạ, trong đó có 5 người ưa chuộng thói phù hoa là Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Đinh Bật, Tất Phạm. Lại có quan đại tư nông là Hoàng Phạm, tự nguyên tắc, có nhiều mưu trí, người ta khen là trí năng túi khôn. Mấy người ấy đều được tàu sản tin dùng. Hà Yến nói với Tàu Sản rằng, Đại quyền của chủ công, chớ cho người khác được can thiệp đến mà để lo về sau. Sản nói, từ mã công cùng với ta chịu lời tiên đế thác cô, nỡ nào ta bỏ nghĩa ấy. Yến nói, khi xưa tiên công cùng với trọng đạt đánh thuộc, nhiều khi bị hắn lấn ác, nhưng thế mà chết. Chủ công sao không xét việc đó? Sản nghĩ ra, cùng với các quan thương nghị, rồi vào tâu với ngụy chủ rằng tư mã ý công cao đức nặng nên gia chức làm thái phó phương nghe lời từ đó binh quyền về cả tay tàu sản sản sai em là tàu hy làm. trung lĩnh quân tàu huấn làm võ vệ tướng quân tàu ngạn làm tản kỵ thường thị mỗi người ba ngàn ngựa lâm quân tùy tiện ra vào chốn cung cấm lại dùng hà yến đặng dương đinh bật làm thượng thư Tất phạm làm tư lễ hiệu quý, Lý Thắng làm Hà Nam Doãn, Năm người ấy ngày đêm bàn việc với tàu sản, bởi thế tân khách nhà tàu sản mỗi ngày một nhiều. Tư Mã ý thấy vậy, Thác có bệnh không ra đến ngoài, hai con cũng từ chức về nhà. Tàu sản mỗi ngày cùng với bọn Hà Yến uống rượu làm vui, phạm các đồ dùng, áo sống, không khác gì của triều đình, những đồ quý báu các nơi tiến cống trước hết chọn đồ quý nhất lấy làm của riêng, còn thừa mới nốt vào cung. Trong phủ chứa rất nhiều con gái đẹp, quan hoàng môn là trương đương xiểm định tào sản, kén lấy 18 nàng hầu của tiên đế, đưa vào trong phủ. Sản lại kén ba bốn chục con gái nhà tử tế, biết hát múa lập ra một đội nữ nhạc trong phủ. Lại dựng lên lầu cao gác chạm, đúc các đồ vàng bạc, dùng hơn một trăm thợ khéo, ngày đêm chế tạo đồ dùng. Tào sản thường hay cùng với bọn Hà Yến, Đặng Dương ra ngoài săn bắn. Em là Tào Hi Can rằng, uy quyền của anh to lắm, mà cứ hay đi chơi săn bắn, nếu có người mưu hại thì làm thế nào? Sẵn mắng rằng, binh quyền ở trong tay ta, còn sợ gì ai nữa? Từ nồng là hoàng phạm cũng can, nhưng sẵn cũng không nghe, bấy giờ ngụy chủ tào phương đổi năm chính thủy thứ 10 là năm gia bình thứ nhất tào sản một mực chuyên quyền không biết bệnh trọng đạt hư thật ra làm sao bữa ấy nhưng ngụy chủ cho lý thắng ra làm thứ sự ở kinh châu sản cho lý thắng đến từ trọng đạt nhưng để dò xem ý tứ thế nào lý thắng đến phủ thái phó có lính canh cửa vào báo với tư mã ý ý bảo với hai con rằng đây là tàu sản sai đến dò xem bệnh ta thật hay giả đây lập tức bỏ mũ để tóc rũ rượi trèo lên giường ngồi dựa vào cái chăn và sai hai nàng hầu nâng đỡ rồi mới sai mời lý thắng vào phủ lý thắng đến trước giường lại nói rằng lâu nay không được hầu thái phó không ngờ ngài yếu đau thế này nay thiên tử sai tôi làm thứ sử kinh châu xin đến đây cậy từ thái phó ý giả điếc đáp rằng tinh châu gần phương bắc ra đó giữ gìn cho khéo thắng nói tôi được cử làm thứ sử kinh châu không phải tinh châu ý cười nói người ở tinh châu lại à thắng nói kinh châu ở hán thượng ý lại cười ha hả mà rằng người ở kinh châu lại đây à thắng nói thái phó sao ngày yếu đến thế tả hữu nói Thái phó điếc đấy. Thắng mượn bút giấy viết mấy chữ để lên. Ý xem xong cười rằng, ta lâu nay mệt lắm, tai điếc nghe không rõ. Chuyến này có đi thì phải giữ gìn. Nói đoạn, lấy tay trỏ vào mồm, ra hiệu muốn uống nước, thị tỳ dân chén nước nóng. Ý hấp miệng vào chén nước, nước đổ ra ướt cả vạt áo. Ý ậm ử trong cổ, làm ra tiếng nghẹn, rồi nói rằng, ta suy nhược lắm, sớm tối chưa biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ người dạy bảo đỡ cho ta. Người có về ra mắt đại tướng quân, nhờ nói dùng với tướng quân trong non đỡ hai con cho ta, thì may lắm. Nói đoạn, nằm lăn ra bên giường, thở hồng hộp một lúc. Lý Thắng cáo từ trọng đạt, về ra mắt tào sản, thuật hết cả tình hình như thế. Sản mừng, nói lão này chết thì ta không lo gì nữa tư mã ý thấy lý thắng đi rồi đứng dậy bảo với hai con rằng lý thắng chuyến này về báo tin tào sản tất không nghi ta nữa đợi khi nào y ra thành săn bắn thì mới thực hiện ý đồ được không mấy bữa tào sản mời ngụy chủ tàu phương ra yết lăng cao bình tế tự tiên đế quan viên lớn nhỏ theo cả ra sản dẫn ba anh em và bọn tâm phúc hà yến cùng quân ngự lâm hộ giá ra thành từ nồng là hoàng phạm can rằng chủ công coi giữ quân cấm binh không nên anh em cùng đi cả phỏng trong thành có biến thì làm thế nào sản cầm roi ngựa quật vào hoàng phạm mắng rằng ai dám làm loạn chớ có nói càng đây nói tư mã ý nghe tin tàu sản dẫn ba anh em và bọn tâm phúc cúng quân ngự lâm theo cả ngụy chủ ra thành yết lăng vua minh đế nhưng thể đi săn ý mừng lắm lập tức vào nơi công đường sai tư đồ là cao như lĩnh chức đại tướng quân trước hết đến giữ dinh tào sản lại sai thái bột là vương quan quyền chức trung lĩnh quân giữ dinh tào hy ý dẫn các quan vào hậu cung tâu với quách thái hậu việc tào sản bỏ lời tiên đế thác cô gian tà loạn nước xin trị tội Quách Thái Hậu thất kinh, nói, thiên tử ra ngoài chưa về, thì làm thế nào? Ý tâu rằng, tôi đã dân biểu tâu với thiên tử, có mẹo giết được gian thần, Thái Hậu chớ ngại. Thái Hậu sợ hãi, phải theo lời, ý sai Thái úy là tưởng tế, thượng thư lệnh là từ mã phu cùng với mình viết biểu. Phái hoàng môn mang ra ngoài thành tâu với ngụy chủ, ý tự dẫn đại quân giữ kho khí giới hoàng phạm được xem như là mưu sĩ túi khôn của tàu sản nghe có biến tìm cách chạy ra cửa thành có người bảo với tư mã ý ý giật mình nói túi khôn lọt ra mất rồi thì làm thế nào tưởng tế nói ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng dù có túi khôn cũng không dùng được ý gọi hứa doãn trần thái đến bảo rằng hai người ra gặp tàu sản nói thái phó không có bụng nào hãy đâu chỉ muốn tước bớt binh quyền của anh em họ đấy thôi. Hứa, trần hai người đi liền. Lại đòi quan điện trung hiệu ủy là Doãn Đại Mục đến, sai tưởng tế viết thư cho Đại Mục cầm ra đưa cho tàu sản. Ý dặn rằng, người thân thiết với tàu sản nên giúp việc này. Người có ra mắt tàu sản thì nói rằng ta với tưởng tế trỏ sông lạc thủy ăn thề, chỉ vì việc binh quyền, chứ không có bụng nào cả. Doãn Đại Mục vân lệnh đi ra. Nói về tàu sản đang mãi săn bắn, huyết chó thả chim. Chờ có tin báo trong thành nổi loạn, thái phó có biểu văn đưa đến. Sản giật nảy mình, xích nửa ngã ngựa. quan hoàng môn dân biểu quỳ trước mặt thiên tử. Sản tiếp lấy tờ biểu mở ra, sai cận thần đê không độ C năm lên vua nghe. Biểu rằng, chinh tây đại tướng quân thái phó thần là tư mã ý rất sợ hãi cúi đầu kính dân biểu lên bệ hạ thần tự khi đánh liêu đông trở về tiên đế giao phó bệ hạ cho tần vương và bọn thần bên giường ngự cầm tay thần gắn bó dặn dò việc sau nay đại tướng quân tàu sẵn bỏ lời cố mệnh loạn phép nhà nước trong thì tiếm pháp ngoài thì chuyên quyền dùng hoàng môn là trương đương làm đô giám cùng nhau tư thông để ngấp nghé ngôi báu làm cho lìa cách hai cung tàn hại trong tình cốt nhục thiên hạ nôn nao mang lòng sợ hãi đó không phải là ý của tiên đế bảo bệ hạ và dặn thần như thế thần tuy già yếu dám đâu quên lời xưa thái úy thần là tế thượng thư thần là phu cũng nghĩ rằng tào sản không có bụng tôn vua không nên cho anh em y được giữ binh quyền tốt vệ trong cung nữa vì thế thần tầu với hoàng thái hậu Thái hậu sai thần tấu biểu với bệ hạ để ra lệnh. Vậy thần dân biểu này, xin bắt sản, hy, huấn phải bãi binh đi mà về nhà, không được để sai giá bệ hạ ở lâu ngoài thành. Nếu chậm trễ, xin án quân Pháp mà trị tội. Thần phải gượng bệnh đem quân ra đóng trên cầu lạc thủy để coi xét việc bất thường. Vì vậy bày tỏ, xin được soi xét. Ngụy chủ Tào Phương nghe xong, bảo với tào sản rằng thái phó nói vậy người khu xử làm sao tào sản cuốn cả người lại bảo với hai anh em rằng làm thế nào bây giờ khi nói em đã can mãi anh anh chẳng nghe cho mới đến nỗi này tư mã ý quỷ quyệt vô cùng khổng minh còn không đánh nổi huống chi anh em chúng ta chi bằng tự trói mình về chịu lỗi cầu khỏi cái chết là hơn một lát tham quân tân tệ tư mã lỗ chi đến sẵn hỏi chuyện hai người nói trong thành vây kín như rào sắt thái phó đem quân đóng trên cầu sông lạc không tài nào mà về được đâu nên định kế lớn đi đàn nói thì tư nông là hoàng phạm tế ngựa chạy đến phạm nói thái phó đã khởi biến rồi tướng quân sau không rước thiên tử ra hứa đô cất quân ngoài mà đánh tư mã ý Sẵn nói, cả nhà ta ở trong thành, sao nên đi nơi khác mà cầu cứu? Phạm nói, thất phu đường lúc nạn, còn muốn cầu sống. Nay chủ công theo với thiên tử, hiệu lệnh thiên hạ, đâu chẳng phải nghe, sao lại đông đầu về đất chết làm chi? Sẵn nghe nói phân vân chưa quyết, chỉ ưa nước mắt khóc. Phạm lại nói, tự đây ra hứa đô, chẳng qua nửa đêm thì đến nơi. Lương thảo trong thành, đủ chi được vài năm, vả và lại quân mã trại riêng của chủ công ở ngay Quan Nam gần đây, gọi một tiếng là đến. "Ấn đại tư mã tôi đã mang ra đây, chủ công nên làm cho kịp đi, nếu chậm thì việc hỏng mất." Sảng nói, "Các ngươi chớ thôi thúc lắm, để ta nghĩ kỹ xem đã." Được một lát, thị trung hứa doãn, thượng thư lệnh Trần Thái đến. Hai người nói, Thái phó chỉ vì việc tướng quân quyền to quá, muốn tước bớt binh quyền đi, chứ không có bụng gì đâu. Tướng quân nên về ngay trong thành cho sớm. Sẵn nín lặng chẳng nói gì, một lát, lại có doãn đại mục đến nói, thái phó trỏ sông lạc phát. Lời thề, tịnh không có bụng nào, có thư của tưởng thái úy ở đây. Tướng quân nên bỏ binh quyền, về ngay tướng phủ cho. Sẵn tin là thật, hoàng phạm lại nói việc đã cấp rồi chớ nghe người ta nói mà đâm vào đất chết đêm hôm ấy tàu sẵn vẫn không quyết bề nào tay cầm thanh gươm thở ngắn thở dài cho đến sáng lúc nào cũng nước mắt chảy vòng quanh mà vẫn hồn nghi không biết nghĩ ra sao hoàng phạm vào trướng dục rằng chủ công nghĩ suốt cả đêm mà vẫn chưa quyết ư sẵn vất thanh gươm xuống than rằng bụng ta không muốn cất quân, ta tình nguyện bỏ quân, chỉ là một tên phú ông là đủ. Phạm khóc ầm lên, ra trướng nói. Tào tử đang khoe mình trí mưu, nay được ba con đục như chó lợn cả. Hứa doãn, Trần Thái xui sẵn nộp ấn thủ trước cho tư mã ý. Sẵn sai đem ấn thủ đưa ra, chủ bộ là Dương Tống giang lại ấn thủ, khóc rằng. Hôm nay chủ công bỏ binh quyền, tự trói xin hàng, không tránh khỏi chết ở chợ cửa đông đâu. Sản nói, thái phó tất không thất tín với ta. Bởi thế, tào sản đem ấn thụ đưa cho hứa, trần hai người mang về trước, giao nộp từ mã ý. Quân sĩ thấy không có tướng ấn, lẽ tẻ tan mất cả. Thủ hạ tào sản chỉ còn mấy người, đi theo về đến Phu Kiều. Tư mã ý cho ba anh em tào sản hãy về nhà riêng, còn các quan đi theo thì tốn giam chờ sắc chỉ anh em tào sản khi vào đến thành không còn một người nào theo hầu hoàng phạm về đến cầu tư mã ý ngồi trên ngựa trỏ roi mà rằng hoàng đại phu cớ sao lại thế hoàng phạm cúi mặt xuống không nói gì rồi đi vào thành tư mã ý rước xa giá nhổ trại về lạc dương ba anh em tào sản về đến nhà Tư Mã Ý dùng khóa tàu khóa cửa lại, sai 800 dân phu vây giữ. Tào sản trong bụng lo buồn. Hy nói, trong nhà ta thiếu lương ăn, anh thử viết thư đưa cho thái phó vay lương. Nếu y đem đỡ cho ta, thì tất không nỡ hại nhau. Sản liền viết thư sai người cầm đến. Tư Mã Ý xem thư, cho người vận 100 hộp lương vào phủ. Tào sản, sản mừng nói tư mã cùng hẳn không bụng nào nỡ hại ta từ đó không lo gì nữa tư mã ý trước hết bắt trương đương tống ngục tra hỏi đương xưng ra bọn hà yến đặng dương lý thắng tất phạm đinh bật năm người đồng mưu phản nghịch ý lấy khẩu cung rồi sai bắt bọn hà yến tra hỏi minh bạch cả bọn cùng xưng là trong ba tháng nữa thì làm phản ý sai đồng gông ráo cả lại tướng giữ cửa thành là tư phiên tố cáo hoàng phạm trá xưng phụng chiếu ra thành nói là thái phó làm phản ý nói vu cho người làm phản tội cũng như làm phản liền sai bắt cả bọn hoàng phạm bỏ ngục rồi bắt ba anh em tàu sản và các người phạm tội cùng cả ba họ điệu ra ngoài chợ chém sạch bao nhiêu của cải tịch thu bỏ kho làm của công lạm bàn một xẹt ngay cả khổng minh cũng kiên mặt từ mã ý Rõ ràng tàu sản không phải là đối thủ của ý Hai sẹt, tàu sản danh vọng đã lên đến cực điểm Nắm hết binh quyền, cao sang, xa hoa Chủ quan không hiểu được âm mưu từ mã ý Thiếu phòng bị, lại còn cao hứng kéo quân ra khỏi hang ổ để săn bắn Khi gặp nguy biến, nhu nhược sợ chết Không nghe lời mưu sĩ, thiếu quyết đoán đúng như lời tưởng tế, con ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng, có túi khôn cũng không dùng được. Khi đắc thế khoác lác la mắng cấp dưới, tiền hô hậu ổn, lúc thất bại run rẩy khóc lóc, bọn tay chân thuộc hạ lãng ra. Chịu nhục xin gạo ăn để cầu sống, ảo tưởng kẻ thù sẽ tha mạng nhưng kết CUC cũng bị chém giữa chợ. Ba xẹt, ngoạn mục là từ mã ý cáo quan, giả bệnh, giả nghễn ngãn yếu đuối như sắp chết, còn trối trăng, nhưng khi có cơ hội thì sáng suốt sắp đặt đâu vào đấy, cướp lại được binh quyền địa vị. Thủ đoạn chính trị thật ghê gớm, một màn kịch giả bệnh, giả sắp chết, thay đổi, khuynh đảo cả một thế lực của một triều đình. Bốn sẹt, đáng buồn là hoàng phạm được gọi là túi khôn chẳng khôn chút nào, khi biết sản đục như chó lợn thì quá muộn. Năm sẹt, Quỷ cốt còn cho rằng âm thì thối tàn, không hành động. Lẽ thường thì âm cực điểm sẽ chuyển hóa thành dương, đó là thời cơ nhanh chóng hành động. Xấu xẹt, bàn về kế này người ta cho rằng bắt trước một loài cá gọi là mê ngư, cá sống trong buồn. Khi mặt nước có biến động rút nhanh xuống buồn bất động, diện ăn hàng năm, 6 tháng, người ta không phát hiện được nên nó sống sót và sống rất lâu. 4. Tiền đã hậu ma, trước đánh sau bắt. Tiền đã hậu ma là trước đánh sau bắt. Ví như muốn bắt cá, trước là khuấy lên cho đục nước làm cho cá mất phương hướng, sau đó là mò bắt cá. Dựa vào nguyên lý âm dương, đóng mở để quan sát, thẩm định, đo lường lực lượng, khả năng, kỹ năng, kỹ xảo, sở trường, sở đoạn của đối phương muốn đánh bại một đạo quân thì làm cho đạo quân ấy mệt mỏi tiêu tan ý chí sau đó mới tiến quân muốn thôn tính một nước thì phải làm cho nước đó rối loạn vua không phân biệt được phải trái chính ta trung nịnh quần thần và nhân dân mất niềm tin muốn cho một nước thần phục mình phải cắt đứt chỗ dựa của nước đó ví dụ a diệt mầm sự tráo trở nước trịnh khi theo sở lúc theo tấn lúc theo sở. Tấn điệu cung giận lắm, hỏi các quan đại phu rằng, người nước trịnh phản phúc, quân ta đến thì theo, quân ta về lại phản, này muốn cho người nước trịnh một lòng theo ta thì nên dùng kế gì? Tuân Dinh hiến kế rằng, nước tấn ta không thu phục được nước trịnh là vì người nước sở cố sức mà tranh nước trịnh với ta. Này muốn thu phục được nước trịnh thì tất phải đối địch với sở, mà muốn làm cho sở khốn đốn thì nên tìm kế dĩ giật đại lao, lấy khỏe mà đánh mỏi mệt. Tấn Điệu Công nói, thế nào là dĩ giật đại lao? Tuân Dinh nói, quân nước mình không nên dùng luôn, dùng luôn thì người mình nhọc, quân chư hầu không nên điều động luôn, điều động luôn thì chư hầu oán. Trong nhọc mà ngoài oán, cứ như thế thì không bao giờ thắng được sở tôi xin đem quân ta chia ra làm ba đạo mỗi đạo quân có mấy nước chư hầu phụ thuộc vào thay đổi nhau mà đối địch với quân sở sở tiến thì ta lui sở lui thì ta tiến đem một đạo quân của nước ta mà làm cho cả nước sở không lúc nào được yên như thế thì nước sở khốn quẩn bấy giờ nước trịnh tất phải một lòng theo ta khi xuất quân tuân dinh truyền lệnh rằng ba đạo quân cứ thay phiên nhau đánh trịnh hệ trịnh chịu giảng hòa thì lại rút về ngay, nhất thiết không được giao chiến với quân sở. Quả nhiên sau này, trịnh không dám phản bội nước tấn, lạm bàn, một sẹt. Sở dĩ nước trịnh tại sao sớm đầu tối đánh là do nước sở ủng hộ, lôi kéo. Sở là chỗ dựa của trịnh, sở biến loạn thì không bảo vệ được trịnh, buộc trịnh phải cầu hòa với tấn. Hai sẹt trước đánh sở tiên đã làm cho nước sở mỏi mệt sau mới bắt hậu ma trịnh chui vào rọ cầu hòa ba xẹt kế này còn có tên gọi khác là dĩ dật đãi lao lấy sự nghỉ ngơi khỏe mạnh đánh người mỏi mệt làm tiêu hao nhuệ khí sức lực của đối phương đợi đối phương tinh thần xa xúc rối loạn thì tiến đánh với kế này thời đông tấn tạ huyền tướng nước Tấn đã đánh tan tác 90 vạn quân của bố kiên tướng nước Tần tại sông Phì Thủy. Ví dụ B, tiêu tan dũng khí. Trang Công và Tào Quệ đi trên một chiếc binh xa ra trận đánh nhau với quân tề tại trường thược. Trang Công chuẩn bị đánh trống trận ra lệnh công kích, Tào Quệ nói. Chưa đến lúc, chưa được hạ lệnh xuất kích. Quân tề đánh ba lần trống trận, Tào Quệ nói có thể đánh trống trận và phát lệnh công kích rồi quân tề thua trận tan rã trang công chuẩn bị truy kích tàu quệ nói chậm một chút tàu quệ xuống xe kiểm tra dấu vết binh xa của quân tề leo lên thành xe nhìn ra nơi xa xa rồi nói rằng được rồi thế là trang công hạ lệnh truy kích quân tề lời bàn của tàu quệ sau khi đánh thắng trận Trang Công hỏi Tào Quệ vì sao làm như vậy, Tào Quệ trả lời. Về việc đánh nhau cần phải có dũng khí. Lần thứ nhất đánh trống trận. Để lấy dũng khí quân đội, đánh trống trận lần thứ hai thì dũng khí đang hăng sẽ tàn lụi dần. Đến. Lần trống trận thứ ba thì dũng khí quân đội sẽ mất hết. Dũng. Khí của quân tề xuống hết, trái lại dũng khí của quân ta tràn đầy cho nên chúng ta đánh bại được quân tề nước lớn là khó dư liệu e rằng họ giả vờ tháo chạy rồi nằm lại mai phục tôi xuống xe xem thấy vết xe của quân tề rất lộn xộn leo lên cao thấy quân kỳ của họ cái nằm ngang cái nằm dọc nên tôi phán đoán rằng không phải quân tề giả bộ tháo chạy để dụ chúng ta nên mới bắt đầu hạ lệnh truy đuổi chúng